Em mời 10 anh quay ghế lại ạ. Thì đầu tiên là em có một câu hỏi muốn dành cho tất cả 10 anh luôn là ở đây có ai thích nước không ạ? Nước có ai hả? Nước suối à? Có ai gì cơ hả? Khoa học chứng minh á thì 70% con người là nước. Mấy anh mà thích nước là đã thích 70% con người của em rồi đó. Cô Thả Thịnh rất rất khoa học. Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục. Những chiếc bẫy. Anh cua đi ơi. Thì anh có thích nước đúng không ạ? Vậy thì anh lên đây đi, cần trình chờ gì nữa. Anh em nào mà vàng ánh kim thì chuẩn bị đối diện với luật hôn nhân và gia đình nha. Tôi nói rồi đấy. Tôi không, tự nhiên nhìn con bé chứ lại Lục Huy nhìn cái tướng cô thê ghê bộ. Nhìn thử cái nét mà coi. Đúng rồi, giống đúng không? Mọi người thấy giống không? Giống xíu không? Chúc mừng em. Chúc mừng em. Chúc mừng anh. Hello em. Dạ, xin chào. Thì bây giờ là mình sẽ đeo lên. Ok. Đó. Đâu mọi người. Ôi, trần thượng cao đấy. Thế em không? Thế em không? Em ơi, bạn thấy không? Trên đây thấy mọi người rõ lắm luôn á. Thật ra thì bình thường mà em coi mấy cái tập trước á thì cái bạn gái thường mặc định á là cái buổi hôm đó nếu mà bạn trai đã bước lên trên sân khấu á thì cái người con trai đó sẽ là bạn trai của người con gái đó vào ngày hôm đó. Thì hôm nay cũng vậy, anh cũng sẽ như vậy đối với em, hiểu không? Hiểu. Anh cứ cho em đợi mong nhưng đâu biết em đã động lòng, con tim đã nhìn nhận anh rồi, em đã muốn hỏi là kiểu như là anh có thấy bất ngờ là lúc nãy đến giờ thì những cái từ khóa của em á thì cũng kiểu như là có thể là không có tương đồng gì với anh cả, thì anh có bất ngờ khi mà em chọn anh không? Anh cũng bất ngờ tại vì từ đầu buổi đến giờ giống như là anh để ý là thường em không có nhìn anh nhiều lắm, với cả lúc chơi game thì em không kêu 6 người ở đây mà anh vẫn ngồi ở đó, thì anh nghĩ là chắc là mình cứ như là những cái từ những suy ra từ những cái từ khóa đó thì anh cảm thấy là chắc là bên này sẽ không phải thích một người giống như mình. Sau rồi rốt cuộc cuối cùng anh lại ngồi ở đây, anh rất là bối rối, anh không hiểu tại sao em lại. Thì tất nhiên không, tự nhiên không, nếu mà không có bất ngờ thì có gì là thú vị nữa, kiểu vậy. Tại vì á, bên ngoài em á, bình thường thì em rất là năng nổ, em hay nói chung là giỡn làm cho mọi người bên ngoài xung quanh cười á, nhưng mà bên trong em á thì lâu lâu lại kiểu im im. Mà em á thì kiểu theo dõi nhóm nhạc của anh á thì có anh luôn, thì kiểu anh thì ở bên ngoài lại kiểu lạnh lùng, ít nói hơn, nhưng mà ở trong mấy cái phim ngắn mà anh đóng á thì kiểu hơi mặn mà, hay hài hước hơn. Thì kiểu như là hai đứa mình lại trái ngược với nhau á, thì nam châm mà khác dấu á thì sẽ hút nhau, nên cái lý do mà em thích anh á thì em cũng không biết nữa. Cảm ơn em. Em rất là thích nghe đàn, thì cũng mê những cái chàng trai mà biết đàn rồi kiểu như là họ truyền cảm xúc được vô cái bài hát của họ. Đó là một phần mà em cũng thích anh luôn, chứ không phải là vẻ bề ngoài của anh trông như thế nào. Đó, cảm ơn em nhiều. Nhưng mà nếu mà hôm nay á mà kiểu như anh mà đồng ý đi về thì em thấy là cũng không cần là phải đi học đàn nữa.
Tại vì anh có thể đàn cho em. Tại vì hôm nay không có đàn á, nếu mà có là em sẽ kiểu như là... Có là anh đánh cho em nghe liền. Ừ. Nhưng mà không có đàn thì anh có thể beatbox. Beatbox á, em muốn hát một bài gì? Hát hả? Nhưng mà cái bài này thì em nghĩ là không có beatbox được. Bài Can't Help Falling In Love With You á. Em cứ hát đi. Ok. Ok. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Quá. Lâu lắm rồi mới có một người con gái hát cho mình nghe. Dạ hả? Thật không? Thiệt. Em còn biết cái mà face control skill của anh á. Bây giờ làm đi. Mở nhạc cho anh nhạc. Ok. Hôm nay vì em sẽ làm lần đầu tiên mà mình biểu diễn một cái skill của mình, là mình có thể điều khiển được tất cả cái cơ mặt của mình. Để kỹ nha. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. It's for the best, you know the worst of me. I'm no good. Anh chị làm như đó, tại vì lâu quá anh không làm, anh quên mất tiêu cảm giác rồi. Dạ tốt rồi. Dạ. Lần đầu tiên anh làm này cho một người khác coi, cách trực tiếp. Rồi. Mở ra đi. Oh. Này là cái gì vậy? Một đôi dép á. Nhíp hình ảnh heo. Ý nghĩa của nó là gì? Thật ra là không có ý nghĩa gì hết á. Kiểu như là bình thường á, cái mặt của anh á lúc nào cũng lạnh lùng á, thì đi cái này thì nó sẽ dễ thương hơn, tăng phần dễ thương hơn, hiểu không? Ồ, ok, cảm ơn em. Được thì anh đi luôn là... cho rồi đi. Đi luôn. Kiểu mặc vest đi dép hay hơn. Bình thường em rất là thích quà. Cẩn thận rớt độn nhá. Ok, rồi. Mọi người nhìn xem là tôi dễ thương hơn xíu nào mọi người. Không thể vẫn vậy. Nhưng mà con này. Quên mất. À con nai, ôi giời. Sao mày cái chân con heo cái đầu con nai vậy trời? Cuối cùng cô muốn biến tôi thành con gì vậy? Con này cũng dễ thương. Ok. Mày đúng không? Yeah. Ok. Còn nữa. Không, cái này á. Ok, đây ở trong đây có mấy vài bức thư mọi người à. Và đây là đọc từng bước ha. Ready to change the relationship status. Hiểu không? Có nghĩa là sẵn sàng để thay đổi cái biểu tượng mối quan hệ. Ừ. Em muốn thay đổi thành gì? Gì cũng được. Gì cũng được á, trời. Quyết tâm dữ chân á.
Chắc là nói, không, nói gì, kiểu như nói là gì nếu, được. Nếu mà nói thẳng ra thì quá ép buộc. Bạn cũng tốt mà người yêu thì tốt hơn. Cái này là cái gì? Này là ở trên Insta nè, hiểu không? Insta. Nắng sau mưa. À, có một cái bài viết của anh á, xong rồi em vẽ lại cái bức hình mà của anh ở trên đó. Có cái ngày luôn. 17 tháng 5 năm ngoái. Em theo dõi anh từ năm ngoái rồi hả? Thôi thì bây cảm giờ cảm ơn em nhiều nha. Có gì? Bây giờ cái này là mình sẽ đốt pháo. Pháo hoa. Để cho hai cây luôn nè. Để ăn Tết hả? Giao thừa, giao thừa. Giao thừa. Tâm lý gì hết. Ok. Bởi giao thừa nha mọi người ơi. Giao thừa nha mọi người. Nhưng mà giao thừa nha. Giao thừa mọi người. Giao thừa. Phải chụm lại đốt chứ. Ok, perfect. Em 2 cây. Ghép nhạc trong clip là sẽ ghép nhạc nha mọi người. Hôn, giao thừa. À, nãy giờ là em rất là ngượng luôn. Thật sự á, anh là người vô cần khô eo à. Chứ nãy giờ em tiếp xúc với anh em thấy đúng không? Anh không có kiểu mà ngôn tình hay là rót mật vào tai hay thứ. Anh không có quen mấy kiểu đó. Cho nên là anh rất là xin lỗi nếu như mà nãy giờ không có tạo cho em được một cái cảm xúc mà em muốn. Anh muốn nói thế. Còn em tính nói gì ạ? Thì câu hỏi cuối cùng là anh có muốn bây giờ đi về nhà xem pháo hoa cùng em không? Thật sự là từ những số trước tới bây giờ, em là người con gái đầu tiên tạo cho anh được cảm xúc mà anh muốn nói chuyện. Tại vì những số trước á, anh không biết nói gì hết. Anh rất là quý em. Nhưng mà chắc là anh chỉ có thể xem em như là một người bạn, gọi là cùng một chút gì đó về tâm hồn, một chút gì đó tính cách. Và em cũng cảm ơn em nhiều vì hôm nay đã mạnh mẽ đến đây để bày tỏ với anh những thứ mà không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Cảm ơn em rất nhiều. Cho anh đu một cái được không? Ok. Không sao, mình cũng sẽ đi về nhà ăn Tết thật vui vẻ. Không sao mà đúng không? Ừ. Em luôn mạnh mẽ. Em mạnh mẽ mà. Thì anh mong là, anh chúc là em sẽ
gặp được một người mà có thể làm cho em hạnh phúc. Nha. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Chúc mừng năm mới. Sau khi tôi cởi giày độn ra thì các bạn thấy chùm áo của tôi rồi đó. Trai, ok. Vẫn tốt thôi. Một lần nữa anh xin cảm ơn em rất nhiều. Từ bây giờ em chờ một cái nữa nha. Anh ơi, em nha. Không ổn mà. Chào mọi người. Không dắt để tôi dắt này. Ok. Là mình thực sự là không muốn một chút nào đó làm cho một người con gái nào đó tổn thương luôn. Thôi đi, thôi đi. Vậy thì đừng nói gì nữa. Chương trình này. Mọi lời nói qua bây giờ chỉ là chống chế. Mọi lời. Chúc mừng năm mới, nha. Xuyên nữa là huynh đệ tương tàn. Vui vẻ nhá. Sao vậy? Thì em cũng xuyên nữa. Em thích mấy đó à? Em cũng xuyên nữa có ý định bấm nhưng mà xong rồi em có một cái linh cảm gì đấy rằng là bạn ấy sẽ thích một người còn lại trong nhóm em chứ không phải là em. Lúc đó có linh cảm hả? Dạ. Tình cảm là những cái thứ rất là khó nói nhưng mà chị cảm thấy là hôm nay nó vẫn có một cái cảm giác rất là dễ chịu, đó chính là hình như ở đây thì Cody đã cho bạn ấy có nhiều cái trải nghiệm đầu tiên, nhiều cái trải nghiệm rất là vui vẻ, rất là ấn tượng và duyên dáng nữa. Em đúng là một gentleman luôn á. Và chị thích cách mà em đã chăm sóc và là cư xử với bạn ấy. Và chị cũng cảm thấy rằng một cô gái như là Phụng, cô ấy sẽ vẫn rất là lạc quan, vẫn rất nhiều năng lượng, rất là tươi trẻ. Và bạn ấy trong tương lai sắp tới biết đâu qua khỏi cái Tết này bạn ấy sẽ gặp gỡ những cái nhân duyên mới mà nó gọi là đầy những sự thú vị đang chờ bạn ấy phía trước thì sao? Sau buổi hôm nay mà bọn em cũng không có ai để đi về cùng, nhưng mà ít ra là bọn em cũng đi về nhà cùng nhau. Chúng ta vẫn cần có nhau thì điều gì cũng có thể xảy ra hết. Chương trình do Aqua Blue Media phối hợp cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 8:30 tới thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ thì Phương mong là các bạn sẽ cùng Phương hô to một điều được không nào? Đó là chúc mừng năm mới với tất cả quý vị khán giả Phương đến từ 1 đến 3 nha. 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Một người con trai như thế nào sẽ làm cho em rung động? Vui tính cũng năng động như em. Em sẽ rung động trước những người con trai như thế. Bảy kể Lục Huy sao ấy nhỉ? Baby I like you. Bum 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 bum. Ê bực rồi nha. Đừng thấy trên kia số 3 rồi. Tưởng ngồi số 3 muốn nói thì nói nha. Bực rồi đó. Em không thích cái cảm giác phải đơn độc, phải cô đơn làm một cái gì đó. Em đừng lo cô đơn vì đã có cô đi. Sau này tự nhiên cô đi nói nhiều nhỉ? Linh à, em có muốn thực hiện chuyến đi từ Trung Văn sang Cầu Diễn không? Nhưng mà là chuyến đi cưới của chúng mình. Chấm điểm không chị? Được không? Nhưng mà nhận ngôi nhà ai ở Trung Văn đấy? Anh tưởng nhớ nhà em ở Trung Văn mà. Anh rất là muốn người khác đoán tâm lý của anh. Lên lên ơi lên, nhìn vô mắt chứ đừng nhìn vô chiếc bụng nha em. Thấy chưa, tôi biết mà, tôi biết mà.